chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đúng những bản tin dự báo trước đó thì hoàn lưu cơn bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ, gây ra một đợt mưa diện rộng kèm gió mạnh cho toàn miền Bắc. Dự báo cho ngày hôm nay thì hoàn lưu của vùng xoáy áp thấp suy yếu từ cơn bão đã tan dần. Tuy nhiên thì đới gió đông nam sau bão vẫn còn hoạt động mạnh. Do vậy mà khu vực Bắc Bộ trời tiếp tục nhiều mây, có mưa với lượng mưa rào thường tập trung trong khoảng đêm về sáng. Nên nhiệt độ ngày hôm nay trên toàn khu vực còn thấp, cao nhất ngày không vượt quá 31 độ. Gió đông nam dầu hơi ẩm vẫn còn tác động đến thời tiết các tỉnh khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, khiến cho nơi đây vẫn còn có mưa rải rác. Các tỉnh còn lại của khu vực miền Trung trời ít mưa, ngày có nắng, với mức nhiệt trưa chiều tăng lên mức 32-34 độ. Thậm chí một vài nơi thuộc khu vực Bình Định và Phú Yên còn có thể sẽ lên đến sấp xỉ 35 độ. Gió tại vùng ven bờ cũng giảm dần nên ngày hôm nay hứa hẹn là một ngày thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt của ngư dân vùng biển. Các hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản gần và xa bờ đều có thể tiến hành và không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đới gió Tây Nam tạm thời suy giảm về cường độ nên ngày hôm nay thì thời tiết tại các tỉnh thành khu vực phía Nam, bao gồm có khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng tạm thời gián đoạn mưa. Từ khoảng sáng đến trưa chiều trời phổ biến tạnh ráo, có nắng nên thích hợp cho giao thông đi lại. Đến chiều tối thì mưa rào nhẹ có khả năng xuất hiện ở một vài nơi nhưng mà với lượng không nhiều và kết thúc nhanh nên hầu như không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sinh hoạt của người dân khu vực. Nên nhiệt độ vì vậy cũng sẽ tăng hơn trong ngày hôm nay và sẽ tăng lên mức 29 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 cũng đã gây ra gió mạnh cấp 6, giật trên cấp 6 tại thủ đô Hà Nội. Nhiều cây xanh đã bị gãy đổ, gây cản trở đến hoạt động giao thông đi lại của người dân. Dự báo ngày hôm nay, mặc dù gió mạnh không còn, tuy nhiên thời tiết tại thủ đô tiếp tục nhiều mây, có mưa rào, tập trung trong khoảng sáng và lúc tối, nên thời tiết vẫn chưa thuận lợi cho các hoạt động lưu thông. Phải từ ngày mai, ngày 19 tháng 9 thì mưa mới có khả năng tạm thời giảm hơn trên khu vực. Tranh thủ lúc trời tạnh ráo hơn thì bà con có thể sửa sang lại ruộng vườn, khôi phục cây trồng và hoa màu sau những ngày ngập úng do mưa bão. Ngoài ra thì sau thời điểm mưa bão cũng là lúc để phát sinh nhiều dịch bệnh. Quý vị nên giữ gìn vệ sinh môi trường sống của mình, hạn chế đến mức tối đa các mầm bệnh phát sinh. Nhiệt độ trong ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội được dự báo dao động trong khoảng 25 cho đến 30 độ. Thưa quý vị, nằm giáp biển và chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3 nên thành phố Hải Phòng cũng chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Ngày hôm nay thì mưa lớn và gió mạnh không còn, tuy nhiên thì đới gió đông nam sau bão cũng khiến cho thành phố tiếp tục nhiều mây, có mưa trong khoảng đêm về sáng nên vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến các hoạt động mua bán và thông thương của người dân. Trong khi đó, tại các huyện giáp biển thì mưa và gió mạnh sẽ giảm dần nên sẽ tạo điều kiện cho ngư dân khắc phục những hậu quả do mưa bão gây ra và có thể tiến hành những hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản sau khoảng 9 giờ sáng. Nhiệt độ trưa chiều tại thành phố sấp xỉ 30 độ, về đêm giảm dần xuống còn 24 đến 25 độ. Không chịu ảnh hưởng của hệ thống thời tiết đặc biệt nào nên thành phố Đà Nẵng chào ngày mới với nền nhiệt độ ở mức vừa phải, khoảng 27 độ. Sau khoảng 9 giờ sáng đến 16 giờ chiều trời nắng ráo và nền nhiệt độ tăng nhanh. Dự báo ngày hôm nay thì mức nhiệt cao nhất sẽ ở trong khoảng 33-34 độ, cùng độ ẩm trung bình lúc này sẽ dao động trong khoảng là trên dưới 70%. Với bầu khí quyển ổn định, ít có những xáo trộn sẽ là điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng không tại Đà Nẵng. Ngoài ra thì thời tiết trong ngày cũng khá thuận lợi cho các hoạt động lưu thông của người dân thành phố và các hoạt động du lịch của du khách thập phương. Đới gió Tây Nam tạm thời giảm về cường độ nên nằm chung với xu thế của các tỉnh thành Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm thời gián đoạn mưa, trời hầu như tạnh ráo cả ngày nên khá thích hợp cho giao thông đi lại và cuộc sống thường nhật của người dân. Tranh thủ lúc trời ít mưa nắng ráo thì quý vị có thể hong phơi đồ dùng, sửa sang lại nhà cửa, thu dọn môi trường sống thêm sạch đẹp. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố sẽ dừng lại trong khoảng 32-33 độ. Về đêm, thành phố sẽ có mưa với lượng không nhiều và nền nhiệt độ hạ xuống còn 25-26 độ, cùng độ ẩm trung bình trong khoảng 70-90%. Không có sự khác biệt nhiều so với thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay thời tiết tại thành phố Cần Thơ cũng ít mưa và có nắng nhiều hơn. Tranh thủ khoảng thời gian này thì bà con có thể tiến hành hong phơi các đồ nông sản, hạn chế khả năng ẩm mốc khi mà mùa mưa được nhận định vẫn còn kéo dài trên khu vực. Nhiệt độ trưa chiều tại thành phố sẽ tăng lên mức 32 độ, còn về đêm giảm xuống còn 26 độ. Bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.